Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 4 tuần 20, trang 19, luyện từ và câu, mở rộng vốn từ, sức khỏe. Một nhỏ, tìm các từ ngữ A chỉ hoạt động có lợi cho sức khỏe, ví dụ mẫu như là tập luyện. B chỉ những đặc điểm của một cơ thể khỏe mạnh, mẫu tạm vạm vỡ. Thì như vậy ở câu số 1 này các em sẽ tìm các từ ngữ. Đầu tiên đó là chỉ hoạt động có lợi cho sức khỏe. Và tiếp theo là đặc điểm của một cơ thể khỏe mạnh. Thì ở câu hai câu này các em hãy suy nghĩ và tìm các từ ngữ theo đúng cái yêu cầu. Thì những cái từ ngữ mà chỉ hoạt động có lợi cho sức khỏe, ví dụ như là tập thể dục nè, đi bộ nè, chơi bóng nè, nhảy dây hay là đi xe đạp vân vân. Còn những từ mà chỉ đặc điểm của một cơ thể khỏe mạnh, ví dụ như là có một cơ thể cường tráng nè, rồi lực lưỡng nè, to khỏe nè, nở nang nè, vân vân. Thì câu số 1 này các em có thể trình bày như sau. A. Các từ ngữ chỉ những cái hoạt động có lợi cho sức khỏe, ví dụ như là tập luyện, tập thể dục, đi bộ, chạy nhảy, chơi bóng, đá cầu, nhảy dây, đi xe đạp. B. Chỉ những cái đặc điểm của một cơ thể khỏe mạnh, ví dụ như là vạm vỡ nè, cường tráng nè, rắn rỏi, lực lưỡng, to khỏe, nở nang, vân vân. Câu tiếp theo là câu số 2. Kể tên các môn thể thao mà em biết. Thì các em hãy dựa vào cái kiến thức thực tế và cái những cái kiến thức trong sách vở, các em sẽ trả lời cái câu hỏi này. Thì các em thấy các môn thể thao như là bóng đá, bóng chuyền, nhảy xa, nhảy cao, bơi hay là đua xe đạp hay là đánh cầu lông vân vân, thì đó là những cái môn thể thao rất là phổ biến ở trong cái thực tế đời sống của chúng ta hiện nay. Như vậy thì các em có thể kể tên mà em biết như sau. Các môn thể thao mà em biết như là bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, chạy, nhảy xa, nhảy cao, bơi, đua thuyền, đua xe đạp, xà đơn, xà lệch, đánh cầu lông, đấu vật vân vân. Rồi tiếp theo câu số 3. Tìm những từ ngữ thích hợp với mọi chỗ trống để hoàn chỉnh các thành ngữ sau. A khỏe như, B nhanh như. Thì các em ở câu A có thể là khỏe như voi và ở câu B là nhanh như cắt. Thì các em hãy suy nghĩ xem để tìm các từ ngữ sao cho phù hợp. Ví dụ như là khỏe như voi, khỏe như hổ, khỏe như gấu, nhanh như cắt, nhanh như sóc và nhanh như gió. Rồi tiếp theo câu số 4. Câu tục ngữ sau nói lên điều gì? Ăn được ngủ được là tiên, không ăn không ngủ mất tiền thêm lo. Thì các em thấy ở đây nếu mà nói về cái nghĩa đen thì đó là câu tục ngữ này có nghĩa như sau. Tức là ăn được ngủ được thì mới là tiên. Nếu mà không ăn không được, không ngủ được thì vừa mất tiền lại càng thêm lo, bội phần lo lắng hơn. Còn nếu mà hiểu theo cái nghĩa bóng thì ở đây ví dụ như một đây là nói về một người khỏe mạnh không vướng bận vào cái sự lo nghĩ gì thì luôn ăn khỏe ngủ ngon là thật sự có hạnh phúc nhất ở trên đời. Ngược lại vì buồn phiền hay bệnh tật mà không ăn không ngủ được thì chỉ thấy lo ngại tốn tiền thuốc men, cuộc sống kém vui đi. Như vậy thì các em có thể trả lời như sau. Câu tục ngữ trên có ý nói
Một người khỏe mạnh, không vướng vào sự lo nghĩ gì, luôn ăn khỏe, ngủ ngon, là thật sự có hạnh phúc ở trên đời. Ngược lại, vì buồn phiền hay vì bệnh tật mà không ăn, không ngủ được, thì chỉ thấy lo ngại tốn tiền thuốc men và cuộc sống kém vui đi. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt lớp 4. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.